<laughs> ừ. Xin lỗi Bác mới nói là ai làm gái Con muốn xin mẹ cho ba anh Hiếu về nhà của mình Về ở đây cái nhà loạn lên hả Cứ làm theo ý của con <laughs> Ý bác là Con đã từng là gái massage Thì bây giờ Hãy cứ là như vậy Bây giờ Con xin mẹ hãy buông tha cho cô ấy đi Mày tìm được thằng nào chỉ điểm cho chó tướng của có hả? Là mình thuê cái phòng trọ nó rộng như vậy á, có gì sau này ba cha con mình á, ở chung với nhau. Chứ không phải là con sợ nó phát hiện là con bị thương giả hả? Thằng Hiếu nó từ biết con chờ là chờ hợp đồng từ bên nó. Nếu thằng vô còn làm ở đây á, tôi sẽ ghé đây thăm ông ngoài hoài Đúng đâu? Mày kiếm tướng gì? Mày hả? Dạ. Cái gì vậy? Mày dạ. à, dạ. à, dạ.

giết tao đi à. 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 mày không có gì được tao có cách <cười> <cười> Mày thích cái gì? Hả? Thằng Du nó không có tiền. Tao có một cách để cứu bạn mày. Mày về kêu con Hạnh tới ngủ với tao một đêm. 150 triệu đó. Tao sẽ bỏ cho tụi mày. Mày không mang cho. Quên đi mày. <laughs> tao sẽ có cách để mày kêu con Hạnh mày không đi tao giết thật vô chắc thôi đủ rồi để tao đi ngầu, Mày mà đi Tao không nhìn mặt mày đâu Tao xin lỗi mày Ngầu. <laughs> Anh ơi Anh ơi <laughs> anh ơi anh anh gì vậy không phải anh ơi anh ơi anh anh ơi anh anh ơi anh không phải luôn anh ơi anh anh ơi anh 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 ơi cái gì vậy nha à, à? trời ơi bà còn hết thôi buồn luôn chứ ghê quá anh ơi anh anh ơi anh, anh, ơi, anh. ồ oh, oh. À, xin, lỗi, xin lỗi anh xin lỗi anh dạ xin lỗi anh lộn lộn vui vẻ vui vẻ chút chăm sóc anh chú đáo nha cái gì vậy anh trời ơi có chuyện rồi cái chuyện gì anh anh cho em mượn bé này xíu nha vui vẻ vui vẻ vui vẻ Thôi, à, luôn đó, bắt cái gì vậy? Rồi. Gì vậy anh? Gì vậy? Không ổn rồi. Chuyện gì? Thằng Du. Anh Du, anh Du sao anh? Thằng Du nó bị thằng Tuấn bắt nhốt với nhà thằng bùi á. Hả? À, anh Du bị bắt hả? Rồi, rồi, rồi bây giờ sao? Nó muốn á, một là mình phải đưa nó 150 triệu, hai là em phải ở với nó nó mới thả thằng Du ra, còn mấy nó giết thằng Du. Giờ sao? 150 triệu. Ừ. Chết rồi, 150 triệu tìm ở đâu ra đây? Trời, không lẽ... Ê, ê em đừng nghĩ tầm bậy nha, tụi nó không bao giờ giữ lời hứa đâu. Chứ bây giờ tìm tiền ở đâu ra, tới 150 triệu lần đó. Chết rồi. À, em có cách rồi. Tại sao lại có chuyện này chứ? Em bình tĩnh đi, chuyện này cứ để anh lo. Dạ, em cảm ơn ba Nhưng mà số tiền nhiều như vậy Anh lo được, anh lo được mà Nè, em nói kế toán Chi cho anh 150 triệu tiền mặt Không cần lập sổ, dạ. anh đang cần gấp đó Không cần phải gọi cho ai hết Anh không được đụng tới tiền của công ty Nè, em nghe anh giải thích đã Anh không cần phải giải thích gì hết Nãy giờ em đứng ở ngoài nghe hết rồi Chính vì vậy, anh mới cần nhờ em giúp Nè, rồi cái toán đi dạ. Bỏ điện thoại xuống Trời ơi Tại sao em lại làm như vậy Anh cần số tiền này đi giúp thằng Du Sau khi này anh sẽ chuyển tiền vô lại liền mà Vì thằng Du thì càng không được Nó suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện Anh giúp nó được một lần, anh giúp được nó suốt đời không Anh không được đụng tới tiền của công ty Nếu không em sẽ báo mẹ ngay tức khắc Trời ơi Phúc ơi Anh phải có trách nhiệm lo cho gia đình của anh Gia đình của anh à? những người này là gia đình của anh Nhưng còn con và em không phải là gia đình của anh hả Lần này anh nhất định phải cứu được Du Em đi tâm đi Anh sẽ lấy tiền của anh Không lấy một đồng tiền công ty nữa à. Bây giờ sẽ ra ngân hàng Anh đi với anh, anh. Trời ơi Mình thấy chưa Đứng, đứng lại, lại. <laughs> mày nói đây làm gì không tới đây cho tụi nó giết anh chết hả em có mang theo tiền cho anh ừ. tao không có tiền ồ vậy uh, anh thì vậy em mang tình tới thế đúng không ủa đại ca về tôi em <laughs> cứ đứng ở đó hả càng đông người tao càng thích đứng đó để chứng kiến xem anh hai mình hưởng thụ <laughs> mày điên rồi đúng em làm anh điên nhưng càng điên anh càng thích mua tao ra <laughs> tao giết nó cứ để cho nó la càng la tao càng có cảm giác <laughs> hả Em không sợ Nếu sợ tao đã không tới đây <laughs> Ha <Thật> ha <chó! cười> làm cái gì vậy Mày muốn điên mà à. Tao điên với mày nè Không. Sao Nhào vô Nhào vô tao đâm cho đổ huyết nó đó Nhào vô Nhào vô à, à, à. Để, Để, đừng có, Đứng yên à Tụi mày tụi mày đứng yên đi Tụi mày đứng lại Em à Em em em, em, em chỉ cần bỏ, bỏ ra Em muốn cái gì cũng chịu hết Muốn cái gì hả Thả anh tao ra Thả 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 thằng vô Thả à, à. Đại Thả thằng vô Thả thằng Vũ ra anh ngầu ơi anh ngầu anh đây à? sao rồi kéo anh vui đi ừ. đi vui đi vô mày đi 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 đại ca ê à, à, đứng yên đứng đi. À, à, anh thua rồi đó tụi bay đi theo tao giết nó đó ê, à, ê à, à, tụi bay đứng lại đứng lại đi theo đi tao giết nó đó à, à, à. tao nắm cho mày vỡ mặt mày tao nắm để mày mặt à, như vậy mày mặt mày, 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 hơi, mày. mày mặt mày, mày mặt giết thằng luôn tao nắm cho mày vỡ mặt mày tao nắm để mặt mình. dạ em nghe nè anh em chịu nghe máy rồi đó hả sao từ chiều tới giờ anh gọi em không nghe máy tao giọng để mặt em với thằng vũ sao rồi dạ tụi em không sao mày, anh yên tâm vậy. đi Mày ừ, đi tắm rồi, ngồi Dạ. Mày, mày, mấy anh đừng có đánh nữa, đánh nữa nó chết đó, đánh nó cũng hết nổi rồi, đau tay quá. Tha cho mày nghe chưa? Lần sau á là tao thiến luôn nghe chưa? Biết? À. À, à. Biết rồi. Đi về Cái thằng quỷ mặt cứng như cục đá. Trời thôi đi Chứ thương như vậy mà bắn bó tại nhà cái gì nữa Hiếu Em đi xe phải không Em chở chị với thằng Du đi bệnh viện liền Ôi, đi Nhanh đi Em quen rồi Du Em quen em quen Có bao giờ em nghĩ cho gia đình chưa Hiếu Nè Anh yên tâm đi Tôi nghĩ cho ai á Tôi không bao giờ nghĩ cái thằng hẹn như anh đâu Anh về gia đình anh đi Vợ con của anh kìa Đó mới là gia đình thật sự của anh Anh hiểu chưa Đừng có sống giả đi nữa Anh không có tư cách Biến Du Em nói cái gì vậy Mày đúng là thằng bất dạy mà Hiếu Tất cả là bởi vì cho mày Cho nên con Hạnh mới bị như vậy ơi, 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 dù dù ơi. Ơi. nè Trời Hả Trời Nè Tôi làm như vậy á Vì tôi không phải là thằng đàn ông nhu nhược Anh hiểu chưa Hả Chị hai bị ông Hùng ăn hiếp Anh ở đâu Nói Hả Hả Ba cãi lộn với bà Phúc á Anh bên đây Hả Con Út nè Nó khổ lắm Anh làm gì nữa cho nó Anh xin lỗi Tại Tại à, hả thôi, thôi hả? Đừng thôi đi Bây giờ hai đứa có thôi không Hiểu Đi về đi Nhưng mà Em đi về đi Còn em Đi với chị Đi đâu Em không đi đâu hết á Đi bệnh viện Em tự lo được Chị nói phải đi Nhanh Bọn mày làm cái gì vậy hả? Làm cái gì vậy? Bọn mày là một lũ vô dụng Bao nhiêu thằng đàn ông Mà để cho một đứa con gái tới quậy là sao? Hả? Anh giao cho em vụ này Em đảm bảo với anh Anh em thằng chú sẽ không bao giờ được yên ổn Giao cái gì? Giao cái gì? Tao không muốn mấy thằng nhảy ra anh mày vua thù chúa quán hiểu chưa tao nói cho bọn mày biết nếu như con hang đi thì cái sòng bài ở đằng sau nhà này của tao sẽ ra sao hả bọn mày hiểu không bọn mày hiểu không mẹ mày thù hang kiểu nào tao không biết nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay mày với thằng vô phải chấm dứt hết cho tao nhưng nhìn cái gì nhớ đây là cái chén cơm của tao nhớ Yeah. Nè, anh không có gì để nói với em hết hả? Mấy đêm của anh sao rồi? Có biết ơn 150 triệu của anh không? Tụi nó không cần tiền của anh. Một đồng cũng không lấy. Vậy thì tốt. Nhưng không biết lần sau có còn anh hùng được như vậy nữa hay không Anh coi chừng đó Sao anh nhìn em vậy Anh nghĩ em tiếp 150 triệu với anh hả Anh nên nhớ ngày hôm nay Mém một chút xíu nữa là anh lạm dụng công quỹ vì việc riêng rồi May mà em phát hiện kịp Vì mấy đứa em của anh Mà càng ngày anh càng làm việc không có nguyên tắc gì hết Anh đi đâu vậy Tối rồi mà còn đi đâu vậy Tôi cần yên tĩnh Tối nay tôi ra khách sạn ngủ. Nè, anh đứng lại đó. Anh, anh. Mẹ ơi. Con Gì bị vậy vậy con? bệnh. Con nóng. Con muốn ăn kem. Con đừng có giả bệnh với mẹ nghe chưa. Muốn ăn kem thì tự xuống dưới mà lấy ăn. đức ngoan nghe lời cô uống thuốc nha con Con không uống sao hết bệnh được cô ơi cô con bị ông chích để cô coi là ông mật chích nên có đầu kim trong da để cô lấy kim ra rồi sát trùng vết thương sẽ không sao để cô lấy thuốc cho con nha dạ ủa cô nói bị gì vậy cô à bạn ấy bị sốt nhưng không chịu uống thuốc cũng may là chỉ bị sốt nhẹ thôi hồi nhỏ bị bệnh con cũng không thích uống thuốc <laughs> con cũng còn nhỏ mà chứ có lớn với ai đâu mà con nói chuyện y như người lớn hả à. nè không uống thuốc thì ăn kẹo đi kẹo này chỉ có con kia nhà tao mới ăn thôi ngon lắm á tao lĩnh để dành cho mẹ nhưng mà không ăn thì thôi <cười> 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 Ăn xong nhớ uống thuốc nghe chưa <laughs> Anh trai thương em quá ha <laughs> Ăn ngon Cho miếng rì lá tái Nè <laughs> Hôm nay đi học làm bài có được không con Dạ được Được rồi chúc mẹ mua quà cho con nha Dạ Được Con chào cô <laughs> Thưa gì Thưa về nha cô về con cho con về nè bữa nay ở trường con gây lộn với em không không có con còn giỏi nó uống thuốc nữa kìa uống thuốc gì ủa nó bị bệnh hả nhưng mà bị bệnh thì tại sao ở nhà ba mẹ không lo mà lại lên trường uống thuốc Anh đừng có gọi em nữa. Em đã nói rồi, em đã chọn nghề này nhất định không có bỏ đâu. Anh tiền để công việc cho em rồi, có tất cả năm công việc, rất là hợp với em. Em có thể chọn việc nào mà em cảm thấy yêu thích nhất. Em thích làm ở chỗ chị Ngọc hơn. Anh đừng có ép em. Thích không phải là tất cả. Anh đang ở ngoài quán cà phê nè, em ra đây nói chuyện với anh đi. Em không có ra đâu. Anh đừng có gọi cho em nữa Alo Hạnh <laughs> Anh ngồi đợi em, làm việc xong em sẽ ra. Anh sẽ chờ em. Chị nhắn cái gì vậy? Về dưa chị cho nó mệt. Chị sẽ giải quyết chuyện ông anh ba dùm cho em. Chị! Chị! Nhìn cái gì Tôi thay mặt con Hạnh tới đây để nói chuyện với anh Xin lỗi chị Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Hạnh Nếu anh đứng dậy bỏ đi về Tôi sẽ la làng cho tất cả mọi người ở đây biết được Một người anh đàng hoàng như anh lại có một đứa em gái đi làm gái Chị làm ơn nhỏ tiếng giúp tôi được không Chị muốn gì Chị nói đi Anh nghe cho rõ nè Con Hạnh nó đã đi theo tôi từ năm 13 tuổi nên anh yên tâm. Nó biết cách tự giữ mình. Tôi không quan tâm chuyện nó giữ hay không giữ mình. Tôi chỉ không muốn nó tiếp tục làm cái nghề này. Vậy anh nghĩ nó có quyền lựa chọn hả? Một đứa nhỏ mới 13 tuổi đầu đã bước vào đời thì biết làm cái gì? Bất kỳ ai cũng có quyền lựa chọn. Năm tôi 13 tuổi, tôi đã lựa chọn và trả giá rất nhiều. Làm nhiều việc để được đi học, để thoát khỏi chạy chạy ở bồ cô <laughs> Đúng là người có ăn có học Ăn nói rất là lý lẽ Giờ chị Chuyển tập hồ sơ này cho con Hạnh Kêu nó xem đi Đây là tài liệu của mấy công ty lớn Nó thích công ty nào Tôi sẽ giới thiệu nó vô làm <laughs> Anh cầm hồ sơ này về đi Con Hạnh nó không cần có sự giúp đỡ này của anh đâu vì đã từ lâu đối với nó không còn tồn tại cái loại anh mà bỏ một đứa em nhỏ đói khát như vậy để đi qua bên nước ngoài mà sống sung sướng hưởng phước nha anh. Năm xưa tôi phải đi gấp. Vì mẹ nuôi của tôi bị bệnh. Tôi đã giải thích rõ với nó rồi. Với lại, tôi cũng không biết là nó ở nhà chú thiếu mà chịu cảnh đối rách Cầm cái vậy. miệng của anh lại đi. Lý do gì hả? Cho dù con Hạnh có nghe qua, thì nó cũng đã quên sạch hết rồi. Một đứa mà nhảy xong tự tử như nó Thì có điều gì để C cần phải nhớ Hạnh Tự tử Cái... Mà tại sao phải tự tử Nó đã tự tử chung với ba của mấy người đó Tôi đã dớt con Hạnh lên Sau khi tôi phát hiện thấy chú Lượng và kể từ sau khi vụ tự tử đó thì chú lượng đã trở nên ảo tưởng và nghĩ rằng giống như mình đã chết rồi. nhưng tại sao con hạnh nó vẫn tỉnh tao? anh biết gì sao không? không phải là nó gặp may mắn đâu mà nó phải tỉnh, nó bắt buộc phải tỉnh để chăm sóc cho ba nó. ai cũng có quyền lựa chọn nhưng riêng đó thì không ở trong hoàn cảnh của nó anh có làm được với nó không hả chưa từng trải qua cái địa ngục mà nó phải trải qua mấy chục năm thì không bất cứ một ai có quyền nói nó ngay cả anh <cười> <cười> ừ uhm, chị Ngọc lo cho em từ nhỏ đến lớn. Chuyện của nhà mình chỉ biết hết. Chị hai hẹn em ra có chuyện gì thì cứ nói đi. Chuyện của người lớn chúng ta. Chị nghĩ là em nên suy nghĩ lại. Đừng để ảnh hưởng đến tụi nhỏ. Nghe nói, giờ chồng thằng ba đang chiến tranh lạnh. Đứa nào trốn trong phòng đứa đó, tội nghiệp hàng đức bị bệnh mà không ai biết ừ thì em cũng đâu có giúp được gì đâu hồi còn ở chung nhà em cứ làm cho hai người đó cãi nhau hoài à vợ chồng tụi nó cãi nhau nếu có gì ở thì nên nói thẳng ra ngoài tốt hơn chứ đừng như bây giờ giờ chồng mà không nói chuyện với nhau thì càng lúc càng xa lạ không cứu giãn nổi em đâu. đồng ý với chị hai cái điều này Mấy ông mà tới chỗ em Không có ông nào ở nhà nói chuyện với vợ được hết trơn Em cũng không muốn anh chỉ bị bất quà Vì ước nguyện lớn nhất của ba má Là anh chị em mình được hòa thuận Yêu thương nhau Nhưng mà Bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa Chuyện đơn giản vậy có gì phải suy nghĩ Dễ như ăn kẹo Ủa Em có cách hả Em nói chị nghe con người nó khốn nạn lắm Lúc có thì nó không biết giữ Lúc mất rồi thì mới đi tìm Chị Ngọc mở tiệm cho nên hay gặp mấy chuyện đó lắm Hay là chị cứ tin tưởng giao cho chị đi Ừ <laughs> Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp đầu tuần mọi người theo thứ tự báo cáo đi nếu nhớ em á thì mở ra xem nhé yêu anh nhiều Ờ à, thôi, bắt đầu đi Lát xong rồi á, anh nhớ đưa qua cho em đánh máy nha Biết rồi. Nè đi nhanh lên bà ừ. Để ăn khó Nè quá. cái gì nữa đưa <laughs> lại cho tôi nha à, Anh hả Hồi nãy tin nhắn của ai mà nhìn anh khả nghi quá vậy <laughs> Chỉ là tin nhắn rác thôi mà Thiệt không, vậy làm gì khẩn trương quá vậy <laughs> Anh đi gặp đối tác Có gì tối về hai vợ chồng mình nói chuyện sau nha Nè Ủa anh Du, à. tới đây massage hả? Để em làm cho Ngọc đâu rồi? Hẹn tôi tới đây rồi đâu có tiêu rồi Anh hỏi tôi tôi hỏi ai? Anh có số của bà mà Điện bà đi, bà đi ra ngoài rồi Alo, gì đó Du Trời ơi Kêu mua đồ gấp mà đi đâu rồi? mất tiêu Xin lỗi xin lỗi Rồi cuối cùng có đi không Đi 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 chứ Bây giờ em qua quán của Cường đi Rồi sẵn tiện chị qua đó với em luôn ha Thực ra tôi hẹn cô ra đây Để nói với cô mấy nhiêu nói chuyện thôi Tôi biết cô có ý tốt Muốn giúp vợ chồng tôi làm quà Nhưng tôi thấy cách này không ổn lắm Anh thấy không ổn hả? Em thấy ổn lắm mà. Ừ, nhưng mà anh nghĩ em tốt hả? Lỡ xui xui em chơi xấu anh thì sao? Thôi, cô định gạt ai vậy? Muốn làm người xấu không phải dễ đâu. Tôi nghĩ là cô làm không được đâu. <laughs> hồi giờ chỉ có anh là nói em tốt thôi đó nhiều khi em còn không tin em nữa mà là người tốt hay không phải do người khác đánh giá chứ không phải là do cô đâu cô á là ân nhân của hạnh cũng là ân nhân của gia đình tôi <laughs> du sao em không ngồi đi mà đứng đó ủa tới nhanh vậy ngồi đi Ngồi đi. Từ từ ngồi. Ngồi gấp quá dập bé hay sao? <laughs> Không phải anh bận biểu lắm hay sao? Sao tự nhiên hôm nay có thời gian uống cà phê vậy? Mà... Sao hôm nay uống chung với... Con nhỏ này vậy? Gì? Đi với ai? Là chuyện của anh. Anh tự biết sắp xếp, em không cần phải lo. Ai rảnh đâu mà lo cho anh. <laughs> Kìa, em của anh không muốn lo cho anh nữa. Vậy để em lo cho anh nha. Đúng là cái đồ tào lao mới lao. Gì vậy? <laughs> gì vậy? Thì ghét. anh nhìn gì <laughs> thì nhìn mày chứ nhìn gì mặt xấu lắm hả mặt dính cái gì mà anh nhìn em hoài vậy <laughs> ừ. rồi bây giờ hai người ngồi đây rồi bao giờ mới đi mua sắm giờ tới chiều gọi tôi tôi không đi đâu nha mẹ ừ con nghe anh hiếu anh có bộ nhí á mẹ sao con nghĩ vậy có chứng cứ gì không nếu nhớ em á thì mở ra xem nhé yêu anh nhiều ờ thôi bắt đầu đi chỉ có bao nhiêu đó thôi mà đã nghi ngờ rồi Con nóng vội quá không hả con nếu không làm gì mờ ám thì tại sao phải lén lút giấu điện thoại khi người khác phát hiện ra chứ nếu nhìn hiếu ngoại tình con sẽ ly dị ngay lập tức à, coi con đó chưa gì đã nghĩ đến cái chuyện ly dị sao con không nghĩ cái cách mà làm gì đó để giữ chặt trái tim chồng của con chỉ có kẻ nhút nhát mới chọn cách từ bỏ con à xây dựng một gia đình rất khó nhưng phá nó thì dễ lắm con hiểu ý mẹ chứ phúc à sao con không nghĩ cách tự bồi đắp hạnh phúc gia đình mình ngay bây giờ một bữa cơm do con tự nấu chẳng hạn Nấu món gì giờ ta? Nhức đầu thiệt Ăn ừ. Trời, Đang coi cái gì đó Hồi nãy tập nấu món này nè Chuột nấu cơm mẻ hả? Ừ. ừ ghê quá đi ừ trời cái này mà ghê hả món này là món khoái khẩu của anh hồi nhỏ đó má anh mà nấu món này á ăn gì chết luôn đó ừ, ừ. nè chỉ nè Alo, dì Lúa hả? À, dì có biết chỗ nào bán chuột đồng còn sống không? Biết, mà có gì không cô Phúc? Tôi tính nấu món chuột cơm mẻ, cho nên chiều nay dì khỏi nấu cơm nha. Dì chỉ cần đi mua chuột về để đó cho tôi được rồi. Dạ, vậy cô tính mua chuột gì, mấy ký? Thì chuột đồng chứ chuột gì. Ý tôi là cô muốn mua chuột uh, cơm hay cực cốc nhum á. Ờ, à, vậy thôi mua hai ký chuột cơm đi ha. À, dạ, vậy tôi biết rồi. Ừ, cảm ơn dì. Chào em à, chị hai Chị mới đi chợ về rồi, ghé đón bé Thành luôn hả? À, chị đi chợ hồi sáng rồi Mà tại mẹ chồng chị thêm canh mùng tơi Nên chị ghé mua thêm mớ rau cho mẹ à, Dạ Ờ à, Chị của cậu Du với anh Hùng sao rồi chị? ừ à, nói chung thì chị thấy anh Hùng cũng còn giận lắm à, Hay là bây giờ chị hẹn anh Hùng giùm em rồi vợ chồng em gặp ảnh nói chuyện Bàn gì chị của cậu Du được không chị? Làm gì nắm tay nắm chân giữa đường Nhìn phát mệt Ta bồ bệnh ta yêu nha Ta nắm tay là chuyện bình thường Có gì đâu ý kiến Vậy là chị thích ông anh tôi nên nắm tay nắm chân lợi dụng phải không Chị thích anh của cưng đó. Không thích cưng, không nắm tay của cưng, cưng tức hả? À, ai thèm? <laughs> Tự thèm, nắm tay qua đường dùm cho. Trời Ồ ơi, ơi. cho không cũng thèm. Trời ơi. Té, tôi làm gì cười á <laughs> Cho cũng không thèm nắm. Muốn nắm thì nói, làm gì vậy? Ừ. À? À, ê, nè nè. Ừ. dạ ghê quá à trời ơi tự nhiên rút quả vào thân chi vậy chán thiệt ủa mẹ làm món gì vậy mẹ ờ mẹ đang làm món khoái khẩu cho ba con món gì mà sao không giống cho người ta ăn quá vậy tầm bậy đồ ăn của ba con mà con nói gì kỳ vậy anh em nè em làm gì mà lo con vậy Hừ. Hừ. <laughs> nhìn mặt mẹ con sợ giống như là dũng sĩ diệt chuột vậy đó <laughs> dẹp đi không làm nữa à, em nè anh giỡn thôi mà em em sao vậy anh giỡn thôi mà còn sao trăng gì nữa người ta ở nhà chuẩn bị cả buổi sợ gần chết hả à. về không có nói được con nào tử tế hết còn ghẹo cho người ta giận nữa thôi đừng có giận mà à, thôi để anh nấu cô gì xin lỗi bà xã ừ. ai thèm anh nấu <laughs> thôi mà nè bây giờ em ngồi đây xem tivi đi nha hẹn hò với trai đúng không đó khi nào nấu xong anh kêu em ra ăn đi <laughs> tha cho anh đó <laughs> Của các thủ khách. Đã được nhận. Anh ơi, có điện thoại nè. Ờ, à, để đó đi, để anh, anh nghe. Ờ, à, thôi, cứ để đi đừng nghe. Ủa sao vậy? Người ta gọi quá trời mà không nghe. À, à đây là số điện thoại của cha Hoàng xây dựng. Ông này ông nói dài lắm anh mà bắt máy nghe là hai cái nồi chuột có trọng khét nghẹt luôn đó vậy hả sao em không biết vậy ừ. khoan đứng lại đó chuyện gì nữa sao em không biết vậy ờ à, thì em có tiếp xúc với ông đâu mà em biết ờ à, ông hoàng này cũng chịu chơi quá ha không có kiên kỵ gì hết trơn làm ăn mà xài số tử kìa ờ à, thôi thôi kệ ông đi em anh vô anh nấu tiếp nha